Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ lấy cái rau để trong ngăn đá này ra, bảo quản này rất là tươi nhá. Đây. Rau để trong ngăn đá nhé. Các bạn để ngăn dưới nó sẽ héo rất là nhanh. Đấy, cái hành. Đấy, đây là hành nhé. Bố nhá, cho lọc lòng đỏ nhá. Ừ, được rồi. Đây, con lọc bánh này. Để vài tuần rồi vẫn như thế này, vẫn tươi. Cứng, cứng như đá. Đấy. Đây là rau mùn. Đấy, để ăn đá này. Đấy. Rất là tươi.